Xin chào bạn, nay mình cũng sẽ giới thiệu với bạn đó là một cây nanh hổ giả nhé. Thì cái cây nanh của mình này nó là mẫu làm hàng giả nanh trắng, nên là nó sẽ không có màu hơi hơi ố vàng giống như nhiều các cái mẫu mà dòng nanh thông thường ấy. Đó, thì dòng nanh fake thì nó cũng sẽ có vài mẫu nanh, đó là mẫu nanh trắng này, nanh thường và mẫu nanh xưa. Đó, thì ví dụ như các bạn mà không thích mẫu nanh trắng ấy, thì các bạn có thể đổi sang mẫu nanh xưa cũng được. Đó, thì cái công nghệ làm rất là đẹp luôn này. Thì các bạn quan sát kỹ ở phần bên dưới chân nanh này, các bạn nhìn thấy không, các cái đường gồ về đường cái đường vân của nó ấy, đẹp như hàng thật luôn đấy. Còn bên dưới thì men thì sẽ được đắp bằng men y tế, rất là đẹp, rất là đẳng cấp luôn. Thì ví dụ như các bạn, nếu như các bạn mà không phải chuyên, các bạn nhìn sơ qua các bạn sẽ thấy rằng là nó gần như giống thật luôn đấy. Ở giữa nó cũng sẽ có cái mặt đường bóng bóng mịn này, các cái đường rãnh máu vân vân, có đầy đủ hết, y xì như một cây hàng thật. Nó hàng thật như nào thì cây hàng fake nhưng nó đẹp gần như là tuyệt đối như vậy. Thì ví dụ như các bạn có muốn gia công bọc bạc hay là bọc vàng hay là mạ vàng vân vân, thì các bạn inbox trực tiếp giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn.